bạn nhìn nó, các bạn thấy nếu như mà nhìn từ xa không thấy, cứ tưởng được cái khúc cây nó rớt đó, nó trôi thôi chứ đâu ai biết gì đâu, thấy không các bạn? Coi chừng sợ cái gì dính dưới không ta? Không. Mong là nó đừng có dính cái chài nha, nhìn không có sao nó cạn. Có gì không? Có động tĩnh gì không? Có feel được cái con gì nhảy không? Cái gì ột ột hả? Ờ, có con cá gì mình nghe nó kêu ột các bạn. Cá đu hồi nãy từ trong cái đất liền mình đi ra đây, nó rất là xa, nó dài lắm nè. Bây giờ mình đi bộ mình đi ra thêm ngoài đây nữa, coi có cái gì thêm không, coi có cá mập, cá mập, cá sấu hay cái gì đó không, rồi mình chài lên cho các bạn xem ha. Ăn uống thì có bao nhiêu đâu, nhưng mà cái này là đi giống như trải nghiệm cho các bạn xem vậy thôi ha. Đó, đây là những trên hai bên này nó có hai cái cây đèn nè, hai bên có đèn giống như là solar vậy đó. Khi mà mình tới nó có thấy cái bóng của mình nó sẽ sáng hơn lên nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ liễn xuống một cái nữa coi có cái gì nữa không nha các bạn. Thì khi ở Việt Nam á là anh Tèo là cái nghề chài cá nha các bạn, cho nên anh sẽ liễn chài cho các bạn xem. Đó, bự chưa? Chài lên mình biết rồi. Đây nè, mọi người cũng ra đây đứng câu cá nha các bạn. Có con nào không? Dĩ có tôm. Ồ có tôm hả? Ồ có tôm nè các bạn. Tôm. Đây. Có được một con tôm nè. Có tôm nè. Nè. Đó, các bạn thấy không? Biết một con cá nữa. Con cá con tôm. Các bạn mà muốn chài tôm á thì các bạn phải có đèn. Khi mà các bạn đợi rồi thẳng xuống nước á thì tôm nó sẽ chạy tới. Còn này mình không có đèn cho nên nó sẽ không có bơi. Mình sẽ dẫn các bạn đi câu hẹ nha. Bởi vì mình chài tôm thất bại thì bây giờ mình đợi giống như là sáng sớm lên nè để mình dẫn các bạn đi coi những cái hoạt động buổi sáng của người ta nè các bạn. Đây nè, người ta chứng đây nè, câu cá câu ghẹ nè nha các bạn. Đây là mới có 6 giờ sáng thôi mà mọi người rất là đông luôn nè các bạn. Đây mình cho các bạn xem nè. Đó, thấy chưa? Ông chưa, mình tưởng mình tới sớm mà người ta còn tới sớm hơn mình nữa nè các bạn. Thấy chưa, đông luôn, vui không các bạn? Tôi câu tới trưa luôn nha. Nè, các bạn thấy đông vui không? Mặt trời đẹp không các bạn? Cá sấu nè, cá sấu nó mới táp lên nè các bạn. Tại gà nhiều quá đó, nó táp lên rồi, chút nữa cho các bạn xem nha. Đông lắm luôn nè. Thì hôm nay mình sẽ coi cả mình một tiếng mình có được thơm một đầy thùng không nha các bạn. Hồi nãy mình thấy cá sấu nó lượn luôn quá trời luôn, con bự bự luôn á nha. Bự luôn nè.
mới vớt lên thấy chưa, con to luôn nha các bạn đó. Con thứ hai nha. Mình nói lộn mà được 3 con rồi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy hai con mắt nó không? Hai con mắt nó không? Nó còn nó tới nhảy lên táp mình không nè. Xác luôn cho các bạn. Biết sao phải con này nha các bạn, trong vòng 5 phút. Mình hết nhỏ con mỏ tinh gì đó. Đưa mơ kìa. Dễ giờ nó khôn lắm luôn các bạn ơi. Nó khôn quá, nhiều người bỏ gà. Gà thì cho nó ăn sáng giờ nó lấy, nó khôn lắm luôn nè. Nè các bạn. Đưa cái mình lại đó. Đó, yeah. Bự. Cho nó vô nhé. Hồi nãy giờ làm việc quá trời luôn các bạn ơi. Mới có 5-10 phút thôi mà gần một dozen rồi nha các bạn. Để mình coi một tiếng đồng hồ mình có được nửa thùng không nha. Sáng sớm chưa ăn gì hết, mới có uống cà phê thôi mà đi mất ghẹ, không có sức. Sao các bạn nhìn nó, các bạn thấy nếu như mà nhìn từ xa không thấy, cứ tưởng được cái khúc cây nó rớt đó, nó trôi thôi chứ đâu ai biết gì đâu, thấy không các bạn. Mình cứ chút á, là mình đi ra mình dỡ cái sợi dây lên đó các bạn, dỡ lên coi nó có không nặng hay là không có nặng á, rồi bắt đầu mình bỏ cái vợt xuống mình vớt lên thôi. Mình cũng phải đi tới đi lui về hoài, cũng giống như là đi exercise vậy. Lâu lâu mình dẫn các bạn đi exercise. Mình ngồi mình nghỉ chút, mình quay cho các bạn xem ha. Cảnh mặt trời lên nè, buổi sáng rất là đẹp nè. Đó, đẹp chưa? Thank you.
Các bạn thấy không, đem baby ra ngồi, đem theo cái giường, đem theo cái quạt. Đó, anh baby ra rồi sao không, đem theo cái quạt luôn. Rảnh thiệt chứ. Anh cò tèo mới sắp bên kia về nè các bạn, được nhiêu đây? Không được lớn lắm. Bây giờ đang chờ, trong khi chờ ghẹ mình lột chip ăn nha các bạn. Chìm xuống đây. Chìm xuống các bạn. Đây rất là nhiều người luôn nè, thấy không? Quá trời luôn, như hội vậy, đông như hội vậy đó. Đó, bây giờ mình quay một vòng cho các bạn xem nha. Đó, mặt trời lên rồi, nó đông không? Đông, rất là đông. Bên kia đó, bên kia từ xa kia là đó, rất là nhiều người luôn bên kia ha. Hôm nay có vẻ là nó chậm, nó hơi chậm. Ghẹ ăn hơi chậm. Hôm nay mình được như đây nè các bạn. Sau một tiếng đồng hồ mình được như đây. Mình được 2 dozen nha các bạn. Đây nè, đó 2 dozen nha. Rồi thì hôm nay mình trải nghiệm như đó với các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo chân gia đình mình đi bắt cua nha, bắt ghẹ nha. Ok, hẹn gặp lại cho các bạn trong video sau nha. Nè các bạn thấy không, đẹp không, cánh đồng nè, nè cánh đồng cỏ, rồi có nhà xa xa kia, có nhà nữa nè, có những cái cây dừa, có nhà lúa nữa nè, cây lúa đơm bông, thấy không, lúa không, cò bay thẳng cánh luôn. Ok thôi, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Đây cho mình bắt con đi, bắt con đi. Ôi dạ, cầm lên luôn. Đây nè các bạn, đó nè. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Tạm biệt các bạn trong video sau, bye bye.